Xin chào các bạn. Thuở nhỏ, trong những lần đi theo các anh lớn ra ngoài đồng thả diều, thấy các anh ý thả diều rất đông vui. Khi đó tôi cũng muốn có một chiếc diều để thả xem nó như thế nào. Nhưng những chiếc diều của các anh ấy thường khá to, và để làm được chiếc diều như thế rất khó. Bé như tôi thì không làm được. Tôi nghĩ các anh lớn chơi diều to, còn mình bé thì chơi diều nhỏ cũng được. Ok, thế là tôi quyết định tự làm một chiếc diều cho riêng mình để thả cùng các anh ý xem sao. Hi hi. Về nhà, tôi đi lấy một tờ giấy A4 và bắt đầu làm diều. Đầu tiên, tôi sẽ gấp đôi tờ giấy lại, dùng ngón tay đè lên phần cong và miết xuống để nó tạo thành một đường nếp rõ ràng ở giữa tờ giấy. Tiếp theo, ta gấp đôi đường nếp này, dùng hai ngón tay bóp phần cong ở góc gấp lại để đánh dấu điểm chính giữa của đường nếp. Sau đó, bẻ góc giấy phía trên đường nếp xuống điểm đánh dấu này để xác định điểm 1/4 của đường nếp. Tôi gọi nó là điểm G. Khi đã xác định được điểm G rồi, ta dùng cơm nguội làm keo thoa đều lên góc bên trái của tờ giấy, rồi cầm nó đặt lên điểm G và dán lại với nhau. Tiếp tục làm tương tự với góc giấy phía trên bên phải đường nếp này. Như vậy, ta đã có một chiếc diều hoàn chỉnh. Trước khi buộc dây lèo cho diều, ta sẽ dán một mẩu băng dính lên hai điểm xỏ dây để khi diều bay lên không bị rách giấy ở hai lỗ xỏ này. Một chỗ tại vị trí điểm G mà ta vừa dán hai góc giấy vào đó, một chỗ khác nằm phía dưới điểm giữa của đường nếp khoảng 3 cm. Bây giờ ta dùng que nhọn ghim qua hai điểm này để tạo lỗ xỏ cho dây. Rồi tiến hành buộc dây lèo vào. Sau khi buộc dây xong ở một chỗ, bạn nhớ để dây trùng một đoạn dài gấp đôi khoảng cách giữa hai lỗ xỏ này, rồi mới buộc tiếp chỗ còn lại. Tiếp theo, tôi căng dây trùng này sao cho nó tạo thành một hình tam giác có góc vuông tại điểm G, rồi từ từ thâu lại và thắt nút để cố định điểm buộc dây khi thả diều. Mọi thứ đã xong, tuy nhiên để diều được đẹp hơn, tôi sẽ gắn đuôi cho nó bằng cách cắt những mảnh giấy dài có bề ngang khoảng 1 cm, sau đó dùng cơm nguội thoa đều lên một đầu của mảnh giấy này, rồi đặt một đầu của mảnh giấy kia lên. Cứ tiếp tục làm như vậy, tôi đã có được hai đuôi diều khá dài. Tiếp theo, ta sẽ dán nó vào góc dưới hai bên cánh diều. Cuối cùng, chúng ta đã có được chiếc diều hoàn chỉnh. Và bây giờ tôi sẽ đi mượn cuộn dây chỉ của mẹ để làm dây thả diều. Thank you for subscribing to the channel. I love you. Khi mang diều đi thả, tôi khá hồi hộp, không biết liệu chiếc diều của mình có bay lên được hay không. Và thật bất ngờ, trong khi chiếc diều to của các anh thả mãi mà không lên được, thì chiếc diều của tôi lại bay lên một cách rất dễ dàng. Và cứ như thế, tôi mãi miết nhìn theo cánh diều của mình bay lượn trong gió, nhìn nó như một chiếc máy bay mini mà tôi hay thấy trên bầu trời với hai ống khói ở hai bên. Khi ánh mắt của mọi người cũng nhìn theo chiếc diều của mình, tôi có cảm giác rất vui vì mình đã tự làm được một chiếc diều và có thể cho nó bay lượn trên bầu trời cùng với những chiếc diều khác.